Trao đổi với các bạn nội dung chính ngày hôm nay đó chính là chúng ta nói về các vị linh mục làm chính trị. Thì thưa các bạn, mà ngày hôm qua tôi đã nói với các bạn rồi, đó là các linh mục mình có đủ tư cách để hoạt động chính trị hay không. Thì trước mắt khi mà nói về tư cách hoạt động chính trị thì chúng ta phải nói một điều, ta phải công tâm mà nói thế này, đó là các linh mục cũng là một công dân, và khẳng định rằng là một công dân thì dĩ nhiên không đứng ngoài chính trị. Tuy nhiên thì anh đang đứng ở một cái vai trò vị trí nào để hoạt động chính trị, đó mới chính là vấn đề. Và để giải đáp cũng như là để cùng với các bạn trao đổi xem là các linh mục có đủ cái tư cách để hoạt động chính trị hay không, thì chúng ta phải xem lại cái tư cách của các vị này. Ngày hôm qua tôi đã nói với các bạn đó là ở đây khi nói về tư cách hoạt động chính trị của các giáo sĩ của giáo hội Công giáo Roma, mà nhất là các linh mục, các giám mục ở Việt Nam, thì chúng ta nói về lịch sử. Thì rõ ràng là trong quá khứ, trong lịch sử, Thiên Chúa giáo được truyền bá ở rất là nhiều nơi trên thế giới, thậm chí là khắp tất cả các vùng miền trên thế giới đều có Thiên Chúa giáo. Và cái sự tác động của Thiên Chúa giáo đến với nền chính trị của tất cả các quốc gia trên thế giới là vô cùng rõ ràng. Nó mang đậm nét mà ở một số nơi chúng ta thấy rất đậm chất văn hóa Thiên Chúa giáo. Như ở những nước châu Âu, các bạn thấy ngày xưa chúng ta có thể thấy được là các vị vua ở các nước như nước Anh, các nước ở phương Tây châu Âu, thì chúng ta thấy là có một cái tập quán phong tục, đó chính là khi mỗi một người mà lên ngôi vua thì phải được một vị giám mục làm phép mới được công nhận là vị đó là vua của một cái vùng miền đó. Cho nên chúng ta thấy được là cái vấn đề mà Thiên Chúa giáo tham gia vào hoạt động chính trị, tham gia vào các cái hoạt động liên quan tới chính quyền từ Đông sang Tây, từ xưa tới nay, nó là một trong những cái hoạt động mà rất là rõ ràng. Và dĩ nhiên sau đó nhân loại chúng ta cũng khẳng định một điều, đó chính là các cái hoạt động chính trị của Thiên Chúa giáo ở trên thế giới từ xưa đến nay đã gây ra hậu quả cho nhân loại vô cùng to lớn. Trước hết, chúng ta có thể thấy là rất nhiều nền văn minh bị mất đi khi Thiên Chúa giáo đến vùng miền đó truyền đạo. Tôi là người Công giáo nhưng tôi khẳng định, tôi nói một cách công tâm, đó là rất nhiều nền văn minh mất đi bởi Thiên Chúa giáo. Khi Thiên Chúa giáo nắm được quyền lực ở mỗi địa phương, ở mỗi nơi mà họ đến, thì đó chính là cái hậu quả đầu tiên. Cái thứ hai, chúng ta thấy là hậu quả về chính trị là vô cùng to lớn, gần như là sự kềm kẹp tất cả mọi vấn đề của chính quyền đều phải thông qua nhà thờ, mà nó lại tùy thuộc vào quan điểm của nhà thờ về vấn đề xử lý một vấn đề nào đó. Do đó trong các cuộc cách mạng của Mỹ, của Pháp, người ta đã có một cái cuộc cách mạng rất lớn về tư tưởng, đó chính là bằng mọi cách phải tách nhà thờ ra khỏi chính quyền, bằng mọi cách phải tách nhà thờ ra khỏi trường học. Đó chính là cuộc cách mạng đã làm nên cái sự phát triển của cái thời cận hiện đại của chúng ta và thời hiện đại chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta thấy rất rõ, đó chính là không phải là chúng ta không đồng ý và không cho phép Thiên Chúa giáo tham gia vào các hoạt động chính trị. Nhưng rõ ràng Thiên Chúa giáo cho tới giờ phút này đã tham gia hoạt động chính trị rất nhiều. Đã tham gia hoạt động chính trị rất nhiều và đã gây ra rất hậu quả rất lớn cho nhân loại. Cho tới giờ phút này thì các bạn thấy đó, trên tất cả các nước trên thế giới người ta đều cố gắng không để tôn giáo dính vào chính trị. Và chúng ta thấy rằng là cái kinh nghiệm xử lý các vấn đề chính quyền đấy mà có vấn đề tôn giáo, đây là một vấn đề rất là phức tạp và lớn. Các bạn nhìn thấy ngày xưa chỉ cần mà thậm chí có một số nơi lúc mà thời điểm mà có một số vị giáo hoàng hay là vị linh mục, trong tôi xem được một số tài liệu đó, khi mà họ có người thân, các vị giáo hoàng có người thân thì họ còn đề bạt cả người thân của họ đến ra cướp cả chính quyền.
cướp cả ngôi vua của các vị vua. Nghĩa là khi mà tôn giáo và nhất là Thiên Chúa giáo tham gia vào các hoạt động của chính quyền, và nhất là có quyền năng, quyền lực ở trên cái chính quyền đó, thì sẽ là hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho các tôn giáo khác. Đó là cái thứ nhất chúng ta thấy rõ ràng. Bản thân Thiên Chúa giáo đã tham gia hoạt động chính trị rất lâu, một quá trình suốt cái thời mà chúng ta gọi là thời Trung Cổ, tiêu diệt rất nhiều tôn giáo, tiêu diệt rất nhiều nền văn hóa. Đó chính là cái mà chúng ta thấy rằng là cho tới giờ này thì chúng ta hy vọng rằng là Thiên Chúa giáo chúng ta mong muốn mãi mãi cũng chỉ là một tôn giáo để nâng đỡ tinh thần của những người Công giáo, của những người thờ Chúa, chứ không phải là một tôn giáo khả dĩ có thể trở thành quản lý xã hội, quản lý chính quyền. Chúng ta không loại trừ, chúng ta cũng không phủ nhận các cái giá trị tôn giáo của Thiên Chúa giáo mang lại. Ví dụ như các bạn thấy ở một cái vùng nơi xứ đạo, các bạn thấy có thể có những điều mà chính quyền vận động người dân rất là khó, nhưng mà chỉ cần thông qua vị linh mục thì gần như là các cái chủ trương, các cái cuộc vận động của nhà nước đều được các giáo dân ủng hộ rất là nhiệt tình. Đó là những cái uy tín cũng như là cái quyền lực tôn giáo cho các vị linh mục đó. Giáo dân tin tưởng các vị linh mục ở cái quyền năng của Thượng Đế. Bởi vì các bạn thấy rằng là các linh mục được gọi là những người thay mặt Chúa ở trần gian, cho nên những cái lời các vị linh mục nói gần như đối với giáo dân giống như lời của Chúa cả. Cho nên là lời của linh mục nó mang một cái quyền lực, nó mang cái quyền lực mang tính chất tín ngưỡng. Cho dù vị linh mục đó dùng cái quyền lực đó để xử lý một cái việc đời thường thì người ta vẫn nghĩ đó là quyền lực linh thiêng. Cho nên là một số vị linh mục lợi dụng vào cái việc đó, lợi dụng vào cái tư tưởng đó của những người Công giáo mà hoạt động, có những hoạt động bất xứng, hoạt động chính trị bất xứng. Đó là cái điều mà tôi nói. Ví dụ như bạn Nguyễn Dũng nói chém vừa thôi độ con lợn, thì tôi hiểu rằng tôi là một tạo vật do Thiên Chúa tạo ra, và bạn tin, bạn cùng tôi, bạn cũng là đạo Công giáo, bạn tin rằng là tất cả chúng ta đều là tin vào Chúa Quang Phòng, nghĩa rằng là chúng ta tin ngay cả việc tôi ngồi đây cũng là do Thiên Chúa sắp đặt. Mỗi sợi tóc trên đầu của bạn cũng do Chúa điểm rồi, vậy tôi ngồi đây cũng là do Chúa sắp đặt. Thế giờ tôi là một tạo vật được từ hình ảnh của Thiên Chúa, thế thì bây giờ bạn nghĩ rằng bạn gọi là một tạo vật của Thiên Chúa, bạn xúc phạm như thế, thế là bạn có phải là người Công giáo không? Đó cũng là một cái để mà các bạn nghĩ rằng tín ngưỡng của bạn, bạn có thực sự bạn là một người có tín ngưỡng hay không, khi bạn đối xử với tha nhân của mình như thế nào. Đó là cái thứ nhất tôi nói là vấn đề tại sao Thiên Chúa giáo. Nếu bạn theo đạo Phật thì bạn đừng tham gia vào các hoạt động bên Công giáo của tôi. Đây là tôi nói về vấn đề Công giáo của tôi, bạn không hiểu về vấn đề Công giáo xin mời bạn bước ra ngoài, bạn không tôi chặn bạn. Thế nhá. Cái điều mà tôi muốn nói với các bạn, cái điều thứ hai đó là tại sao mà các linh mục không thể tham gia hoạt động chính trị. Thứ nhất là về trình độ chính trị các vị linh mục này không có. Tôi khẳng định với các bạn là các vị linh mục này chưa từng học qua một trường lớp chính trị nào hết, tôi khẳng định. Do vậy cho nên là ở đây những người muốn hoạt động chính trị thì trước tiên phải có một cái trình độ chính trị cơ bản, phải hiểu thế nào là xã hội chủ nghĩa, phải hiểu thế nào là tư bản chủ nghĩa. Người ta viết ra cả một cái cuốn luận về tư bản, có nghĩa là người ta phải am hiểu về vấn đề tư bản như thế nào thì người ta mới có thể nói được cộng sản như thế nào, tư bản như thế nào. Và vì hiểu được tư bản như thế nào nên người ta mới viết ra được cả cuốn sách về luận về tư bản. Cho nên để làm chính trị thì bạn phải có một cái trình độ chính trị nhất định. Do đó cho nên là vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta nhìn nhận thấy các vị linh mục này. Thứ nhất là các vị này là những người tu hành, là những người được học giáo lý và học xuyên suốt cả cái quá trình của họ. Không có thời, tôi nói với các bạn là một người mà để từ một người bình thường mà đến một người làm linh mục là mất rất nhiều năm. Cho nên là tôi nói đa phần các vị linh mục không có trình độ chính trị. Mà tới giờ này khẳng định là những vị linh mục nào mà tham gia bình luận, bình loạn chính trị trên mạng xã hội tới giờ phút này hay là hoạt động chính trị như là ông Linh Mục Lộc ở Dòng Chúa Cứu Thế chẳng hạn, thì chưa bao giờ ông này tham gia một cái lớp chính trị nào ngoại trừ các lớp chống cộng do
các cái tổ chức khủng bố nó tổ chức. Do vậy cho nên là thứ hai, cái điều thứ hai tôi nói là do các linh mục không có trình độ chính trị, cho nên những điều họ nói chỉ là cái thiên kiến cá nhân của họ và vì mục đích vụ lợi cá nhân của họ. Ở đây chúng ta thấy khi nói tới dòng Chúa cứu thế ở tại số 38 Kỳ Đồng, nói tới trang tin mừng cho người nghèo, chúng ta nói tới các cái vị linh mục chống cộng, thì chúng ta hiểu được ngay là họ dính dáng tới cái chế độ cũ, chế độ của cờ vàng ba sọc đỏ. Như vậy thì họ ở đây là họ chống nhà nước ta, hay là họ bàn luận về chính trị để chống nhà nước ta, thì mục đích của họ chỉ là mục đích chống cộng chứ không phải là mục đích xây dựng xã hội theo cái lĩnh vực chính trị. Do đó cho nên đây là cái thiên kiến cá nhân của họ, và khi họ nói tới thiên kiến cá nhân của họ thì họ không thể nào sử dụng tư cách linh mục. Do vậy chúng ta khi nào họ bắt đầu họ bàn chuyện về chính trị thì họ không phải là cha, là linh mục gì. Khi mà các bạn lên, các họ lên trên cái kênh gọi là kênh YouTube Amen TV đó, thì họ gọi nhau là cha này cha nọ, nhưng thực tế khi họ bàn chuyện về tôn giáo, họ bàn chuyện về lời Chúa để truyền giảng tin mừng, thì họ gọi nhau là cha, là sơ hay là thầy, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi họ bàn chuyện chính trị thì họ chỉ là một người bình thường chứ không phải là cha gì đây nữa cả. Chúng ta phải phân biệt rất rõ ràng lúc nào ông ấy là cha và lúc nào ông ấy là một người bình thường. Bởi vì trong ông ấy cũng là một con người rất bình thường chúng ta. Ông ấy cũng có hỉ nộ ái ố, ông ấy cũng có giận dỗi, cũng ăn uống giống chúng ta. Ăn đồ bổ vô thì nó cũng có những cái phức tạp của cơ thể. Ví dụ như tôi nói chúng ta, tại sao các vị linh mục suốt thời gian qua nhiều vị lại dính tới vấn đề ấu dâm, nhiều vị là dính dáng tới vấn đề làm chuyện tình dục? Bởi vì họ cũng chỉ là một người đàn ông, mà một người đàn ông thì có dục vọng. Do đó chúng ta thấy rất rõ là tất cả các vị linh mục đó cũng chỉ là những con người bình thường. Và khi họ là những con người bình thường thì lúc nào họ ở trên bàn thờ họ làm lễ, chúng ta gọi là cha, là được bình thường. Nhưng mà nếu như họ bước ra ngoài họ bàn chuyện chính trị thì họ cũng giống như một người bình thường khác. Chúng ta cứ xem lời một vị linh mục nói về chính trị mà chúng ta cứ coi đó như là một giống như là lời Chúa thì hoặc là không được. Đó chính là cái sai của chúng ta. Đó là cái vấn đề tôi nói về trình độ chính trị của các vị linh mục hiện tại. Tôi nói là thứ nhất, các vị linh mục không có trình độ chính trị để bàn chuyện chính trị. Ông ấy nếu có bàn chuyện chính trị thì chỉ là một cái người bình thường nào đó bàn ở góc độ vui chơi, chứ không phải là một người có đủ cái... Nếu mà nói đúng thì có thể là nghe, nếu nói không đúng thì chúng ta vẫn có thể phản bác. Chứ không phải là tôi cứ nói tôi phản bác các vị linh mục thì các bạn chửi tôi. Đó là vấn đề. Cái nữa đó chúng ta thấy, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, chúng ta nói tới vấn đề các vị linh mục thì chúng ta cũng thấy rất rõ họ. Đó là trong cái nhiệm vụ của các vị linh mục, đó là cái nhiệm vụ mục vụ cho Thiên Chúa, rồi nhiệm vụ tư tế. Có nghĩa là họ làm lễ là để kết nối giữa con chiên với Thiên Chúa, để làm sao để mà con chiên có thể hướng linh hồn mình lên trở thành tốt đẹp hơn. Chúng ta thấy những vị linh mục lên trên mạng xã hội cho tới giờ này phát ngôn, phát biểu những cái câu từ, tôi phải nói với các bạn một cái điều là hết sức vô giáo dục. Và phải nói nữa là họ vi phạm ngay chính điều luật, giáo luật, điều răn của Chúa. Tôi nói đầu tiên là vấn đề nói dối thôi. Họ xuyên tạc bịa đặt về một sự kiện nào đó, một sự việc nào đó, lên trên mạng xã hội họ xuyên tạc bịa đặt để họ tuyên truyền chống cộng. Thì đầu tiên họ đã mang một cái thứ nhất, cái tội đó, đó là tội nói dối, tội nói láo và tội làm chứng dối. Trước tiên là họ làm chứng dối. Chúng ta thấy các vị linh mục làm chính trị trên thế giới này, bao nhiêu cái có bao nhiêu nước mà như cái nước ta. Ở tôi thấy ở nước Mỹ người ta cứ còng tay các vị linh mục là rất là bình thường. Nào, vị linh mục nào mặc áo lễ cũng còng tay bình thường. Nhưng ở xứ của ta nó đặc thù. Đó là gần như là các xứ đạo là bất khả xâm phạm. Để mà ai bước vô xứ đạo, chính quyền bước vô cũng còn phải có cái sự e dè. Thì rõ ràng cái thanh thế mà chính giáo dân của chúng ta tạo ra cho các vị linh mục đã làm cho các vị linh mục trở nên hư đốn.
Chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta được xây dựng một con người. Chúng ta nhớ lời Chúa dạy cho mọi người đều như nhau cả. Nhưng mà cái việc mọi người, cái giá trị đạo đức của mọi người nó rèn luyện ở cái mức độ nào để người khác tôn trọng, đó chính là cái thứ hai. Các bạn thấy thời gian vừa qua, các bạn nhìn Linh Mục Đặng Hữu Nam, Linh Mục Nguyễn Đình Thục, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, cứ mở miệng ra là cả cộng đồng xã hội chửi. Tất cả các bài giảng trong nhà thờ của các vị linh mục chống cộng. Ở dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, các bài giảng về công lý và hòa bình, cứ hãy vừa giảng xong là người ta chửi. Thì các bạn thấy đây, chúng ta tôn kính Thiên Chúa, chúng ta xem lời Chúa, chúng ta trọng lời Chúa như thế nào, mà hãy các vị linh mục này mở miệng ra giảng là giáo hội bị chửi, là Thiên Chúa bị xúc phạm, là chúng ta, mà dĩ nhiên Thiên Chúa và giáo hội bị xúc phạm thì dĩ nhiên chính chúng ta đang bị xúc phạm. Nhưng cái xúc phạm đó từ đâu mà ra, từ nguyên nhân nào mà ra? Có phải đó là cái nguyên nhân từ các vị linh mục này có đời sống bất xứng, có đời sống đạo đức không tốt? Chính vì cái đời sống đức tin của chúng ta bị người khác lợi dụng, cho nên chúng ta mới tạo ra cái điều kiện để các vị linh mục này họ hư đốn đi. Các bạn nhớ ở trên tòa giảng chúng ta chỉ được theo cái giáo luật ấy, tòa giảng của chúng ta chỉ là nơi chúng ta được rao giảng lời Chúa. Thì gần như chúng ta thấy cái tòa giảng của dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà hay là ở Kỳ Đồng, tất cả các bài giảng chúng ta đều nghe đều có hơi hướng của tuyên truyền chính trị. Chúng ta đâu cần nghe một cái người nào đó nói về vấn đề chính trị như kiểu các linh mục. Ngay cả các bản tin ở nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế cũng là một cái bản tin gọi là bản tin tuyên truyền chính trị, chống đối nhà nước. Mà những bản tin đó là những bản tin xuyên tạc và bịa đặt về các sự kiện. Các bạn biết tại sao mà người ta nó khẳng định đó là những cái xuyên tạc bịa đặt? Bởi vì cái sự việc xảy ra cả xã hội này đều biết, nhưng mà nhà thờ lại nói khác đi, nhà thờ tuyên truyền khác đi, thì xã hội này họ đánh giá 6 triệu người Công giáo sống ở trong lòng của hơn 90 triệu dân Việt Nam, thì chúng ta phải lễ cho người khác tôn trọng chúng ta. Chúng ta phải làm cho người khác cảm thấy rằng là 6 triệu người Công giáo này là những người có cái tín ngưỡng, có tôn giáo thật tốt để người khác kính trọng. Chứ không phải là 6 triệu người Công giáo này cứ hễ các bài giảng của các linh mục lên cái là người ta chửi. Riết rồi bây giờ các bạn hãy nghĩ coi, các bài giảng của các linh mục ở nhà thờ chống đối đảng nhà nước, riết rồi bây giờ thành ra nó nhàm. Người ta gọi cái tôn giáo ta không khéo gọi là tà giáo chứ phải là công giáo nữa. Một thời gian chính những người Công giáo chúng ta gọi ngành công an là côn an, nghĩa là ý nghĩa là côn đồ đó. Thì bây giờ các bạn thấy trên một số trang mạng, một số nơi, một số người, người ta đã gọi Công giáo chúng ta là côn giáo, là nghĩa là tôn giáo côn đồ đó. Thì chính chúng ta thấy là đời sống của chúng ta, đời sống đức tin của chúng ta trước hết là phải làm sao để chúng ta thực hiện được hai điều đó, đó là kính Chúa và yêu người. Mười điều răn nó tóm lại là kính Chúa và yêu người. Bây giờ các bạn kính Chúa như thế nào mà cái cuộc sống hàng ngày các bạn, cái hoạt động chính trị hàng ngày các bạn cứ mở miệng ra là người ta chửi Chúa? Kính Chúa vậy đâu phải là kính Chúa. Các bạn yêu người như thế nào mà các bạn đi lên mạng xã hội dùng tư cách người Công giáo miệt thị người này, chửi bới người kia, dùng tư cách người Công giáo tổ chức ra tin trang tin mừng cho người nghèo, xuyên tạc bịa đặt chuyện này chuyện nọ để chống phá nhà nước? Như thế có phải là một người như thế chúng ta đã kính Chúa và yêu người chưa? Tất cả những cái hoạt động chính trị bất xứng đó làm cho người Công giáo chúng ta bị người khác chê trách, họ chửi bới, họ miệt thị chúng ta. Do vậy cho nên là tôi thấy rằng là ở những nơi có các vị linh mục bất xứng hoạt động chính trị thì nơi đó giáo dân vô cùng phức tạp, không còn sống cái đức tin nữa. Các bạn biết là đức tin của chúng ta lấy cái niềm tin của mình,
Chúng ta lấy cái niềm tin vào Thiên Chúa của chúng ta, đó là cái niềm tin mà chúng ta không thể giải thích cho người khác được. Chúng ta gọi là đức tin, là để chúng ta nói tới cái niềm tin không vụ lợi, niềm tin không cần phải kiểm chứng. Ông Thomas khi mà nghe tin Chúa Giêsu sống lại, ông ấy không tin. Thế là ông ấy nói chừng nào ông ấy phải xỏ tay vào các lỗ đinh, vào cạnh nương lông của Chúa Giêsu thì ông ấy mới tin là Chúa sống lại. Cho nên Chúa Giêsu mới nói là phúc cho ai không thấy mà tin. Do đó cho nên niềm tin của chúng ta là để chúng ta không cần phải kiểm chứng, là để chúng ta mà chúng ta vẫn có cái niềm tin, thì chúng ta gọi đó là đức tin, để được phúc. Vì điều đó cho nên là các bạn thấy đó, niềm tin của chúng ta hiểu, chúng ta tin là vì chúng ta muốn phúc cho ai không thấy mà tin. Nhưng đối với xã hội bên ngoài, đối với các tôn giáo khác, chúng ta không thể thuyết phục được người ta tin chúng ta. Chúng ta cũng không thuyết phục được người ta về cái niềm tin của mình là đúng, là chính xác. Các bạn thấy ví dụ như chúng ta nói là tôi tin kính Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Các bạn thật sự các bạn tin với khoa học ngày nay chứng minh được cái vũ trụ hình thành như thế nào, con người tiến hóa ra sao, thì với niềm tin của chúng ta chắc chắn là đã đi ngược lại với khoa học. Chúng ta đã đi ngược lại với khoa học. Vì chúng ta đã đi ngược lại với khoa học cho nên làm sao mà chúng ta nói chúng ta tin là vì chúng ta tin, đức tin chúng ta. Nhưng mà làm sao mà người ngoài tin rằng là cái niềm tin của chúng ta tốt được, đúng được. Do vậy cho nên là chính chúng ta, khi chúng ta lấy cái tôn giáo của mình ra để áp đặt lên xã hội, lấy tôn giáo của mình ra để hoạt động chính trị, thì đó chính là chúng ta đang làm cho người khác chú ý hơn đến cái tôn giáo của mình, mổ xẻ tôn giáo mình ra để miệt thị. Nhiều bạn, tôi nói là thời gian gần đây nhiều bạn dùng, gần đây ít thôi, hồi trước rất là nhiều các bạn dùng avatar của hình Chúa Đức Mẹ, các bạn dùng nhiều lắm. Nhưng mà rất là may mắn là trong cái thời gian gần đây thì các bạn đã ít đi, ít sử dụng các cái hình ảnh của Chúa, của Đức Mẹ để mà làm avatar cũng như là làm tên. Tôi nói lên trên mạng xã hội các bạn dùng, Chúa nói là các ngươi đừng lấy danh ta mà thề. Nhưng mà các bạn lên đây các bạn cứ lấy tên thánh của mình ra để mà đại diện cho mình. Để cuối cùng ra các bạn nói bậy thì tên thánh đó, vị thánh đó bị các bạn làm nhục chứ ai. Ở đây mình nói là do vậy cho nên là mình nói là các vị linh mục ở một nơi nào đó, các vị linh mục mà hoạt động chính trị thì rõ ràng là giáo dân ở nơi đó có vấn đề. Chúng ta dòm giáo dân ở giáo dân ở chỗ Nguyễn Đình Thục, ở Đặng Hữu Nam, giáo dân ở cái những nhà thờ của Nguyễn Ngọc Nam Phong, giáo dân ở nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế, chúng ta nhìn giáo dân ở chỗ Nguyễn Duy Tân, chúng ta thấy họ có phải là những giáo dân tốt không? Nói các bạn là hết sức côn đồ, cần đánh người thì đánh người, cần đập phá nhà người khác là đập phá nhà người khác. Vô cùng phải nói là không có tôn trọng bất kỳ một ai xung quanh hết. Các bạn thấy họ có thể là tuần hành ra ngoài đường, giáo dân kéo bày kéo đàn ra ngoài đường cản trở giao thông để biểu tình. Ở cái xứ của người ta là không có đâu. Ở xứ mình là tại vì chúng ta còn tình làng nghĩa xóm. Ở xứ mình ở đây là chính quyền còn có những cái sự nể nang, cho nên là người ta để yên đó. Chứ ở xứ khác là giờ này tôi nghĩ các bạn vừa kéo ra đường như thế là cảnh sát tới nó dập rồi. Cho nên là tôi nói các bạn là ở những, các bạn phải coi chúng ta là những người có tín ngưỡng, chúng ta có tôn giáo, thì chúng ta cũng phải xem là niềm tin của mình có bị lợi dụng hay không. Cái vị linh mục ở cái nơi của mình họ hoạt động chính trị như thế nào, họ có phải là những cái người lợi dụng đức tin của chúng ta để mà họ trục lợi, để mà lợi dụng nó để mà chống đảng, chống nhà nước. Bởi vì họ cũng như chúng ta, cái trình độ chính trị của họ có khi còn tệ hơn cả chúng ta. Tôi nói thẳng với các bạn là rất là nhiều vị linh mục, tôi nói ngồi nói chuyện chính trị, tôi nói với một vài vị, nói các vị ấy gần như là họ không quan tâm tới vấn đề chính trị. Cuộc sống của họ là cuộc sống trong nhà thờ. Họ cố gắng làm sao để xây dựng cái niềm tin, đức tin cho giáo dân.
chứ không phải là mục đích của các linh mục là tham gia hoạt động chính trị. Tôi đến gặp một số vị linh mục thì các vị ấy vô cùng tốt, chứ không phải như mà cái trường hợp như dòng Chúa Cứu Thế tôi nói các bạn, chống đối từ trong ra ngoài. Tôi nói các bạn thấy rất là bức xúc, đó là họ tổ chức chặn quốc lộ như Lê Mỹ Hạnh. Ông Lê Mỹ Hạnh cùng với nhà thờ kích động giáo dân ra chặn quốc lộ. Linh mục Đặng Hữu Nam thì kéo bày kéo đàn đi biểu tình. Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam thì kéo bày đàn đi biểu tình. Chúng ta là một công dân, chúng ta có quyền sử dụng cái quyền công dân của mình đi biểu tình, đi làm gì đó cũng được. Còn đâu đâu cần thiết phải là một ông linh mục nào đó, tự nhiên linh mục ở trong nhà thờ chứ linh mục ở đâu ra ngoài đường. Linh mục gì mà linh mục đi phản đối Formosa? Nhà thờ nào? Nhà thờ thờ Chúa chứ đâu phải nhà thờ thờ Formosa. Tôi thấy riết rồi Đặng Hữu Nam nó mang cả cái bản Formosa nó để dưới chân Đức Mẹ rồi. Bây giờ tôi nói, bây giờ rúi cùng nhà thờ của Đặng Hữu Nam ở, bây giờ nó giống như là cái trụ sở công ty Formosa. Bây giờ nó thờ Formosa trong nhà thờ luôn rồi. Riết rồi bây giờ các cái hoạt động tôn giáo của các vị linh mục ở tại Việt Nam này tụi nó không ra gì. Một vài nhà thờ không ra gì cả. Cổ suý cho người này người kia, lên mạng xã hội chửi bới chửi rủa. Đó, nên là tôi nói với các bạn, các vị linh mục tới giờ này, thứ nhất là không đủ trình độ để hoạt động chính trị. Cái thứ hai là họ không có đủ cái tư cách hoạt động chính trị. Nghĩa là cái tư cách của một vị linh mục nha, là họ ở trong nhà thờ, chứ không phải là ở. Ngay cả cái vấn đề giữa Việt Nam và Vatican, thì chúng ta xem Vatican là một tôn giáo. Các vị linh mục hoạt động ở tại Việt Nam chúng ta là hoạt động tôn giáo chứ không phải là hoạt động chính trị. Cho nên đây nói thẳng là các vị linh mục không có tư cách hoạt động chính trị. Rõ ràng không? Vatican là một quốc gia, chúng ta ban giao với Vatican là ban giao giữa hai quốc gia ngang hàng với nhau. Và vì vậy cho nên là các vị linh mục là quan chức của Vatican. Thế thì qua Vatican hoạt động tôn giáo, thì ở đây Vatican hoặc các quan chức của họ hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, thì có nghĩa rằng là họ hoạt động tôn giáo chứ không phải là hoạt động chính trị. Cho nên về tư cách hoạt động chính trị của các linh mục là hoàn toàn không có tư cách. Nếu như họ hoạt động chính trị, có nghĩa là Vatican đã xen vào việc nội bộ của Việt Nam. Tất cả các cái việc như Formosa hay cái gì gì đó ở Việt Nam này là để dân Việt Nam lo. Còn các linh mục đừng có lo, các linh mục không có tư cách. Nếu cần thiết các linh mục cứ việc viết đơn thư gì đó, gửi yêu cầu cái người đại diện của tòa thánh ở Việt Nam nói chuyện với chính phủ Việt Nam. Còn các vị linh mục không đủ điều kiện để kích động người dân hoạt động chính trị ở đây. Đó là cái tư cách của các vị, là các vị thấy đó. Các vị là quan chức của một quốc gia khác thì tốt nhất là đừng bao giờ dùng cái tư cách là quan chức quốc gia khác quốc của một quốc gia Vatican để hoạt động chính trị ở Việt Nam. Nói thế để các vị, để các bạn hiểu. Đó. Cái điều nữa là một đó là trình độ, hai là không, cái mục đích hoạt động của các linh mục là tôn giáo chứ không phải chính trị. Cái thứ ba nữa đó chính là cái kinh nghiệm hoạt động chính trị của chính Vatican, của chính Thiên Chúa Giáo trong suốt cả ngàn năm nay cho thấy rằng là họ không đủ điều kiện để hoạt động chính trị. Và điều cuối cùng nói với các bạn đó chính là vì niềm tin của Thiên Chúa Giáo là gì? Đó là tin vào Thiên Chúa duy nhất. Có nghĩa rằng là tin tưởng vào một Chúa duy nhất. Và cách tổ chức tín ngưỡng của Thiên Chúa Giáo đó là giáo triều. Có nghĩa là Đức Giáo Hoàng là người đứng đầu của giáo hội. Nghĩa là ở đây nói thẳng với các bạn ra, Thiên Chúa Giáo được tổ chức hoạt động theo tổ chức quân quyền, vua đấy, Giáo Hoàng là vua đấy. Cho nên ở đây mình nói với các bạn mấy điều để các bạn có thể hiểu rõ. Nghĩa là bản thân tổ chức của giáo hội là một tổ chức chính quyền theo một cái thể thức vua chúa. Cái thứ hai đó là niềm tin của người Công giáo, niềm tin của các vị linh mục được tổ chức
là tin vào Thiên Chúa duy nhất. Và nếu như nói như vậy thì tôi thấy các bạn là các linh mục cứ hay chống đối và bảo rằng là nhà nước Việt Nam, là Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài thế này thế khác, nhưng mà tôi cho rằng nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa duy nhất, chúng ta bài xích các cái tôn giáo khác. Ví dụ như là điều răn đầu tiên chúng ta là thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Ngoài ta ra không có thần nào khác, Chúa phán thế. Nếu ta tin vào niềm tin như thế, có nghĩa rằng là ta bài xích tất cả các tôn giáo khác. Và với một cái việc là đầu tiên là niềm tin của chúng ta là bài xích các tôn giáo khác rồi, thì như vậy thì làm gì chúng ta đủ điều kiện để mà mở miệng ra đòi hoạt động chính trị? Bởi vì một cái hoạt động chính trị là phải biết tôn trọng các tôn giáo khác cùng tôn giáo với mình. Rõ ràng các bạn thấy đó, nếu như niềm tin của chúng ta là niềm tin vào một Chúa duy nhất và không công nhận các thần, các tôn giáo khác, vậy thì làm sao chúng ta có thể xây dựng một xã hội đa tôn giáo ở đây mà chúng ta mở miệng nói rằng là ở đây không có nhân quyền, không có tự do tôn giáo? Rõ ràng bản thân của chính người Công giáo đã không công nhận các thần của tôn giáo khác, vậy thì làm gì người Công giáo có thể nói rằng là ở đây không có tự do tôn giáo? Vì vậy cho nên việc tham gia vào vấn đề chính trị của chính người Công giáo hay là của chính các linh mục là cái sự tôi cho là bất xứng, không đủ tư cách. Còn chúng ta cũng là chúng ta, cái cách tổ chức của chúng ta là tin, cách tổ chức của người Công giáo là đức tin. Và vì tổ chức tôn giáo theo kiểu đức tin, cho nên chúng ta không cần biết đúng sai. Linh mục nói đúng là đúng, giáo hội nói đúng là đúng. Mà nếu như vậy thì làm gì làm chính trị được? Chính trị là phải có tranh luận, chính trị là phải có thực tiễn. Nhưng ở đây chúng ta cứ tin tưởng tuyệt đối vào các linh mục. Và như thế thì rõ ràng nếu chúng ta niềm tin chúng ta đặt vào các linh mục và các linh mục nói bậy là coi như xong cái nền chính trị của chúng ta. Do đó cho nên là ở những cái điều kiện tốt nhất thì tôi hy vọng rằng là các vị linh mục nên từ bỏ đi các cái quan điểm về chính trị của mình. Đừng bao giờ tham gia vào hoạt động chính trị để làm hại đất nước. Bởi vì các vị thấy đó, các vị nói sai con chiên nghe theo hết là coi như xong. Bởi vì đến hoạt động niềm tin của chúng ta, niềm tin của người Công giáo là về đức tin. Xem các linh mục, xem giáo hội là số 1. Không có cái chiều hướng khác, không có niềm tin khác. Bây giờ hãy nghĩ xem, các tôn giáo khác người ta đang tố mình đây là gì? Có nghĩa là không tự do tôn giáo, hay là cưới vợ gả chồng đều phải bắt buộc phải theo tôn giáo của mình bên đây. Nếu như không chịu theo thì có phép chuẩn, mà làm phép chuẩn là coi như xong rồi. Phép chuẩn cũng là một nghi thức tôn giáo nữa, cho nên là lại là bắt người ta phải dưới mình thêm một bậc nữa. Đó cho nên là ở đây mình thấy rất rõ ràng là về cái niềm tin của mình thôi thì đã không đủ điều kiện để mình có thể tham gia bàn luận chuyện chính trị. Bởi vì mình không có chính kiến. Người Công giáo chúng ta hoàn toàn không có chính kiến về chính trị. Bởi vì chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào các vị linh mục. Linh mục nói sao ta nghe vậy. Vì vậy linh mục mà làm chính trị là coi như chết. Mà thời gian qua chúng ta thấy rất rõ rồi, linh mục nào mà hoạt động chính trị phát ngôn ra là coi như là bừa bãi, mất văn hóa. Thậm chí có người còn bảo là mất dạy luôn. Hãy giờ linh mục muốn giảng lý trước tòa đạp dành móng ngựa như thế nào, có tôn trọng luật pháp ta hay không? Chúng ta thấy do cái niềm tin của chúng ta nên chúng ta muốn tốt cho đất nước của mình thì người Công giáo không nên nói nhiều về chính trị. Các vị linh mục cũng thế, nếu muốn tốt cho đất nước của mình, nếu cần thiết cái điều gì góp ý cho chính quyền, viết đơn thư trực tiếp cho chính quyền góp ý để chính quyền coi chính quyền giải quyết sao. Chứ đừng có bao giờ mà đem cái việc ý tưởng chính trị của mình mang lên mạng xã hội. Và nhất là tôi nói có những cái kiểu phải nói là vô giáo dục đó. Có nghĩa là viết thư gửi cho người này người kia, người ta chưa nhận được thư mà cái thư đó lan tràn ở trên mạng rồi. Đó là cái kiểu vô giáo dục. Viết thư gửi cho người ta chưa trả lời mình là cái thư nó đã lan tràn trên mạng rồi. Tôi nói đâu xa, nói mà cái thư góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi thấy là cái đơn thư đó không biết tới tay của Mặt trận Tổ quốc chưa, tới tay của những cái nơi mà nhận tiếp nhận cái góp ý về dự thảo sửa đổi hiến pháp chưa biết, mà tôi thấy trên mạng xã hội trước đó đã rần rần rồi. Như thế có nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là các vị về cái văn minh tối thiểu của một con người bình thường về đơn thư, về thứ tư đó thì đã là yếu kém rồi. Cái gì cũng lên mạng xã hội. Bây giờ các vị linh mục thích lên mạng xã hội
bàn chuyện chính trị, mà nhất là toàn là bàn cái chuyện chống đối đảng nhà nước Việt Nam là hay nhất. Các vị ngày nào cũng ra rã, dòng chú cứu thế thì cái chương trình cà phê sáng các vị lên, ngày nào cũng phải bịa đặt, xuyên tạc chuyện này chuyện nọ, chuyện tốt không nghe nói, toàn nghe nói chỉ toàn là những chuyện chuyện xấu của chính quyền, chuyện xấu của xã hội đem lên, rồi đem đó lấy cái đó thành cái bản chất của xã hội. Như thế các vị nhìn ở đâu? Các vị tin vào Chúa Quan Phòng, thế tại sao các vị không tin rằng là chính Chúa đã tạo ra cái Đảng Cộng sản Việt Nam này? Không? Cái gì mình làm thế nào để dẹp bỏ Formosa? Mắc mớ dẹp bỏ Formosa. Cái Formosa nó đang tạo ra có bao nhiêu công ăn việc làm cho người ta. Sự cố môi trường thì xử lý sự cố môi trường. Hễ cái gì làm không được cũng đập đổ hết. Vậy cuối cùng làm được cái gì? Xác định được là các vị linh mục của mình đó, họ là những người có cái tư tưởng như thế nào, có chống cộng hay không, thông tin của họ có thiên kiến hay không, họ có vì mục đích cá nhân nào mà họ đưa ra thông tin về chính trị hay không. Bởi vì một linh mục là một người đi giảng dạy lời Chúa chứ không phải là một người hoạt động chính trị. Mà khi họ bàn tới chuyện chính trị thì chúng ta phải xem mục đích của họ là gì. Và nhất là những người đã có cái cốt từ trước tới nay, chúng ta biết rất rõ là dùng vô nhà thờ, dùng tòa giảng để mà tuyên truyền chính trị, thì chúng ta thấy được cái bản chất của họ rồi, thì tốt nhất đừng nghe. Tôi thấy nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế vô nhà thờ mà dương bản biểu tình là tôi thấy ghét rồi. Vô đó là tôi đâu có cần biết mấy cái người đó. Nếu thực sự nó, những giáo dân ở đó đáng ra phải đuổi hết những cái người nào mà vô nhà thờ biểu tình. Nhà thờ đâu phải là công ty Formosa đâu mà vô đó mà Formosa. Nhà thờ đâu phải là cái nơi có thể giải quyết chuyện dân quan đâu mà vô đó mà dân quan. Đó, hôm nay trao đổi với các bạn mấy cái điểm. Nếu các bạn có ai đó nói là tại sao các linh mục không đủ tư cách hoạt động chính trị, các bạn cứ nói vậy. Thứ nhất là đức tin người Công giáo không cho phép. Thứ hai đó là cái kinh nghiệm cho thấy là hoạt động chính trị của đạo Công giáo trong cả ngàn năm nay, từ thời Trung Cổ ở châu Âu ở tới giờ đây, là cho thấy là thất bại, gây ra bao thảm cảnh cho bao nhiêu chính quyền rồi. Ngay cả các cuộc cách mạng Pháp, Mỹ, người ta cũng đẩy nhà thờ ra khỏi chính quyền. Đó chính là cái điều chúng ta thấy. Cái điều nữa là các linh mục không có trình độ chính trị đó, thì cũng không thể hoạt động chính trị, cũng không nói được cái điều gì đúng đó.